Bây giờ là chương trình truyền hình Tam Kỳ phát hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình hôm nay. Tuần qua, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Thành ủy lần lượt tổ chức quy trình 5 bước gồm các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội nghị Cán bộ Chủ chốt thành phố để thảo luận thống nhất quy trình và tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 bằng cách bỏ phiếu kín. Nhân sự được giới thiệu đảm bảo có trong quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các điều kiện về chính trị chuyên môn. Sau quy trình 5 bước, Thành ủy sẽ gửi tờ trình lên Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để được phê duyệt trước khi đưa ra Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Hiện nay thành phố có một chủ tịch và hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Theo quy định và để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố thì cần có thêm một phó chủ tịch. Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố với các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2016-2020 vừa diễn ra trong tuần qua. Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025. Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các ngày truyền thống. Đặc biệt trong năm 2020, các đơn vị đã phối hợp tốt trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, phối hợp tham gia giúp dân phòng tránh và khắc phục hậu quả bão lũ. Một số mô hình dân vận phát huy được tính hiệu quả trong công tác phối hợp như mô hình khu dân cư tự quản về an ninh chính trị, tổ tự quản phòng ngừa và tố giác tội phạm, hũ gạo tình thương, đồng tiền nhắn đạo, mô hình hũ gạo vì người nghèo, nâng bước em tới trường của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Dịp này, 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các tổ chức chính trị xã hội đã được tuyên dương, khen thưởng. Đảng ủy xã Tam Thanh, Tam Phú tổ chức hội nghị học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển thành phố trong 5 năm từ 2020 đến 2025 theo nghị quyết đã đề ra với 3 giải pháp đột phá trên lĩnh vực cải cách hành chính, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đột phá trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư. Gắn với đó, Đảng ủy các địa phương đã quán triệt chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cả hai xã đều phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Dịp này, Đảng ủy xã Tam Phú đã trao huy hiệu 30 đến 55 tuổi đảng cho 7 đảng viên. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tam Kỳ tổ chức chi trả chế độ một lần đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quyết định số 49/2015 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho 45 đối tượng và 12 đối tượng thuộc quyết định số 62/2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bằng Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Tổng số tiền chi trả là 144 triệu 500 ngàn đồng. Đây là chính sách ý nghĩa góp phần ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hội khuyến học thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức trao học bổng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Nam tài trợ cho học sinh khó khăn và bị ảnh hưởng của bão lụt. 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng và 1,5 tấn gạo đã được trao cho 100 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ dân phố năm 2020 cho hơn 100 đồng chí là bảo vệ dân phố của 9 phường nội thị. Trong đó triển khai 4 chuyên đề
công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc ban đầu, công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng bảo vệ dân phố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua lớp bồi dưỡng lần này giúp cho đội ngũ bảo vệ dân phố nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2020 diễn ra trong thời điểm cả nước phải đương đầu với thiên tai, bão lụt, dịch bệnh. Do đó, hoạt động ngày hội được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hướng về người nghèo. Ghi nhận của phóng viên chương trình trên địa bàn thành phố. Cụ bà Nguyễn Thị Hải đã 83 tuổi, nhưng chưa năm nào cụ chứng kiến thiên tai, dịch bệnh khốc liệt như năm nay. Nhà cụ có 5 người thì có 2 người già yếu, bệnh tật. Một trong 2 đứa cháu nội phải bỏ giữa việc học để phụ giúp gia đình. Mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào số tiền làm thuê ít ỏi của người con dâu. Năm nay lại thêm dịch bệnh, bão lụt triền miên, khiến cho cuộc sống càng thêm khó khăn. Cụ Hải là một trong những trường hợp được nhận quà hỗ trợ của Mặt trận thôn nhân ngày hội đại đoàn kết. Xuất quà hỗ trợ đến kịp lúc nên càng thêm phần ý nghĩa. Đa cái miếng, để rồi rất đa để làm nay bò cũng làm, mấy lần đi được con chờ đứa bò miếng lấy miếng, cổ mất tân tạo nghiệp thì rõ rồi cơ, chiếu tố rồi chị ấy bò con cái cũng hộ tiền cho mẹ được ngày chị đưa mẹ. Năm nay là do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 qua 2 đợt diễn biến rất là phức tạp, kéo dài. Chính vì vậy mà hơn nữa tức là cái thiên tai bổ lũ, bổ chồng bổ và lũ chồng lũ. Chính vì vậy cho nên là cái thôn khu dân cư thôn Hòa Thượng chúng tôi là chỉ tổ chức cái phần lễ, chú trọng chủ phần lễ. Còn cái phần hội do cái điều kiện như vậy cho nên chúng tôi không tổ chức cái phần hội và tập trung vận động các nguồn lực để rồi hỗ trợ cho các hộ khó khăn, hộ nghèo. Khác với mọi năm, ngày hội đại đoàn kết năm nay ở các địa phương không có phần hội. Các địa phương tổ chức ôn lại truyền thống của tổ chức mặt trận, khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và tự nguyện quyên góp ủng hộ hướng về người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Dù ai cũng trải qua một năm đầy khó khăn, nhưng chính lúc này, tinh thần đoàn kết sẻ chia lại được phát huy hơn lúc nào hết. Về cái phần quà thì chia sẻ phần quà cho gia đình thì cũng là một cái niềm vui và động viên cái tinh thần khích lệ đó của gia đình vượt qua khó khăn. Chứ trừ gia đình thì cũng ơn công tác mặt trận với là ban nhân dân khối phố. Chứ trừ hai đứa con còn nhỏ ở độ tuổi đi học, chú thì trừ đó đã bị tai nạn rồi đó, trừ gặp đứa đó ảnh hưởng thần kinh đó nên không bình thường được. Trong những ngày này thì cái tình đoàn kết của toàn dân được sẻ chia và phát huy mạnh mẽ thông qua ngày hội đại đoàn kết, thì trước hết là coi như người dân ông là cái truyền thống, và cái thứ hai là thể hiện cái tinh thần đại đoàn kết rất là vui vẻ, trao đổi với nhau trong quá trình sinh hoạt cuộc sống. Cái vấn đề thứ ba là qua cái ngày hội đại đoàn kết là các đơn vị là tiếp tục là đẩy mạnh cái cuộc vận động quỹ vì người nghèo để rồi là chung tay góp phần xây dựng cái quỹ này nó vững mạnh ở các địa phương để góp giúp phần là tổ sinh kế, hỗ trợ cho người dân trong vấn đề nhà cửa, con vật nuôi, cây trồng, rồi hỗ trợ cho con cái ăn học. Có thể thấy trong điều kiện khó khăn, nhân dân thành phố vẫn sẵn lòng sẻ chia với nhau. Dù thiếu đi phần hội sôi nổi, nhưng ngày hội ở các địa phương vẫn ấm áp nghĩa tình. Thưa quý vị và các bạn, thầy cô giáo không chỉ là người mang con chữ đến cho học sinh, mà còn như những người cha, người mẹ, người thân trong gia đình khi luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ đối với những học trò khó khăn. Nhân kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, phóng sự ghi nhận việc làm ý nghĩa của tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Đây là một học sinh đã được tập thể trường tiểu học Ngô Quyền nhận đỡ đầu trong suốt những năm em theo học tại trường. Cha mất, mẹ bỏ đi,
em Nguyễn Viết Thương ở cùng bà nội, con đường đến trường của em trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Trước hoàn cảnh đó, trường tiểu học Ngô Quyền đã vận động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên góp sức hỗ trợ cho em Thương tiền ăn ở bán trú tại trường từ lớp 1 cho đến hết lớp 3. Đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xe đạp, học bổng và sổ tiết kiệm cho em cho đến khi em hoàn thành bậc tiểu học. Cũng như thì có nhờ thầy nhờ cô rồi giúp đỡ giùm cho cháu, như thiệt như tôi nuôi hết cho mình không nổi thì luôn không ra. Dù là một ngôi trường ở vùng đông của thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng công tác chăm lo và nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng được trường tiểu học Ngô Quyền quan tâm thực hiện trong nhiều năm nay. Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, nhiều học sinh đã được tiếp sức liên tục xuyên suốt trong quá trình học tập tại trường. Hiện nay nhà trường tiếp tục nhận đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì bản thân tôi là giáo viên cảm thấy cái việc làm này nó rất là thiết thực và rất là có ý nghĩa, thì cũng mong là các giáo viên khác là cũng chúng ta bỏ một ít ra để mà góp một phần nhỏ nào đó để cho các em được có cơ hội đến trường. Không phải là một sớm một tìm một tháng một ngày, đây là ủng hộ trong quá trình và vận động thường xuyên, và cũng đây là một món quà rất là lớn đối với những các em có hoàn cảnh khó khăn để các em có một khả năng để cho các em tiếp tục học và trong các năm tiếp theo. Mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, việc làm này của tập thể thầy cô giáo trường tiểu học Ngô Quyền đã tiếp sức và nâng bước các em học sinh trên chặng đường dài, giúp cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm ý chí, nghị lực và hướng đến tương lai tươi sáng. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.